Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món, đó là món nấm rơm kho khô tiêu. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có nấm rơm. Nấm rơm này là nửa ký. Nấm rơm các bạn mua những cái nấm rơm vừa vừa cho nó ăn ngon. Nếu như mà những cái nấm rơm bự thì các bạn chẻ đôi ra. Tiêu xanh khoảng 20g. Tiêu xanh đó mình đã rửa sạch. Nấm rơm mình rửa cho sạch. Nấm rơm sau khi mà mình để cho ráo rồi á, mình cho vào nồi. Mình ớp trước nha. Bạn cho vào khoảng 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng bột ngọt. Một chút xíu muối. Rồi dùng đũa đảo cho đều. Đảo cho đều cho nấm rơm tan gia vị. Rồi sau đó mình ớp để khoảng chừng 15 phút nha. Cho tan gia vị và thấm đều nấm rơm rồi mình bắt đầu mình đem kho. Khi nấm rơm của mình á đã tan hết gia vị và đã thấm đều gia vị rồi, mình bắt đầu mình bắt lên bếp nha. Bắt lên bếp và mình á đem kho. Tiêu đen á bạn xay nhuyễn cho vào một chút xíu cho nó thơm. Cho vào chút xíu tiêu đen cho nó thơm. Rồi bắt đầu bật bếp lên kho. Dùng nắp á đậy lại cho ha, hơi nóng nó lên mau chín nấm. Khi nấm rơm sôi lên rồi mình dở nắp ra. Có bọt có mình vớt bọt. Cái này bạn vớt cho sạch bọt nha, bọt là cái phần dơ của nấm á. Rồi, vớt cho sạch phần bọt. Các bạn cho thêm một miếng dầu ăn vào. Cho như vậy á, cái nấm rơm của mình kho xong á, nó sẽ béo béo hơn, ngon hơn. Rất là sạch phần bọt. Rồi tiếp tục á, mình kho cho nấm rơm của mình á, nó cạn nước lại. Mà nấm của mình nó đã cạn rồi, mình cho tiêu xanh vào. Đã cạn sền sệt nước rồi. Mình cho tiêu xanh vào, sau đó mình nó dùng nắp mình đậy hầm chút xíu cho tiêu xanh nó chín. Nó đã vừa chín tới rồi, mở nắp ra rồi tắt lửa. Vậy là đã xong món nấm rơm kho khô tiêu. Múc nấm rơm ra nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món nấm rơm kho khô tiêu. Nấm rơm này á, ăn rất là ngon rồi nha. Thấy nấm nguyên vậy á, cắn vào nó sẽ mềm, nó sẽ ngọt nước rất là ngon. Kho khô tiêu nó sẽ làm cho nấm rơm của mình á, thêm đậm đà ngon hơn. Tiêu ở đây là mình sử dụng tiêu xanh. Tiêu xanh nó sẽ không cay nồng lắm như tiêu đen. Nó sẽ thơm hơn, tạo nên đó một món ăn cho mình đó cái nét đặc trưng riêng. Vào những ngày chay hay là những ngày rằm, với cái món nấm rơm kho khô tiêu này sẽ làm phong phú thêm cho thực đơn của gia đình bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn sẽ có những món ăn ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.